Cháy chưa nhận hàng thì chờ nhận hàng đi rồi mua tiếp nha mấy cháy, để coi có vừa hay không, rồi với lại có ok hay không rồi nó mua tiếp. Chứ mua thôi, mua tiếp thì cọc giùm em. Em bị mấy lũ cứ kêu về chật động rồi phải mua liên tục 2-3 ngày. Lên con màu đỏ này đẹp, size M. Size M nha, ngực này 80. Em có báo số đo nha mấy tình yêu, coi số đo. Còn số ký nó không có nói lên chuyện gì hết, còn kèm với chiều cao. Size M hiệu XTS này nè. Ngực này 87 đổ về là mặt đẹp nha, ngực 87 đổ về mặt đẹp. Mình có thiếu bóng đèn không ta? Để mấy giấy con này 100k nha, mã đổi đô. Rất là xinh. Một con giáp crop top size S nữa là ngực 81 đổ về mặt đẹp.
em đăng là để like chứ em không có chọn đâu, chứ hàng em like em để em cũng biết em để chỗ nào nữa, nên em chỉ bán trên like thôi nha, chứ thông cảm em có ghi trên cái rồi. Cái này size SM, thôi size S thôi, ngực 82 đổ về. Này cho mấy chế cái này 65k, mã 65. Size S hiệu Domios nè. Hiệu Domios ngực 80 đổ về, 70k, mã sọc hồng. Hello, hello. Mẫu em này size M, nhưng mà này là cúp C. M cúp C ngực 89 đổ về nha. Của anh Đà Amo, con này cúp C nha mấy tình yêu. Đó, rất là mới luôn, hiệu Anh Đà Amo cúp C, mút liền. Rồi cho mấy chế con này 130 nha, mã xịn. Thùy Trang đi rồi em. Là cái gì? Cái này hả? Có lấy cái này thì lên mã đỏ đô nè, 100k, 65k, 65k cho lục hoa. Cái nó xịn size M em ơi, chị thấy em không có vừa đâu. Đợi em tí xíu nhỏ con gái nó mới qua. Như nhờ vả nó nên là không có chú ý mình. Cứ lên trước. Lục hoa 65, ở quên lục hoa 65, cái con kia mà quên. Cái này sọc hồng. Này sọc hồng 70 em nhầm. Rồi chế lục hoa, hoa con này 60 nha. Rồi mã xịn cho chị Mai Thảo 130. Đỏ đô cho chị Trần Thị Nhung 100. Em làm mới đầu hơi chậm chậm xíu. Rồi một tí xíu nè. Em làm nhanh thì mình cho mấy chế. Màu đẹp quá luôn. Mấy chị cứ theo dõi giùm em không like theo cầu nha. Hàng em nó rất là nhiều. Em like cho nào hết qua lượt thì em nghỉ thôi. Chứ mà like theo cầu của mấy chị em like chưa được nửa hàng là hết hết giờ của em. Cái này size M ngực 87 đổ về. Màu này nè, quá đẹp quá đỉnh. Chất luôn luôn nha, rất là mới nè. 100k mã cam tay. Đây áo tay dài nè. Chứ hàng em đâu có để riêng theo cái này cái kia. Size M nha, size M này M nhỏ thôi, ngực 86 đổ về. Đúng rồi chị vừa chị. Ngực 86 đổ về M nhỏ nha. Nó đánh trong tác mà size M mà em lấy phơm này nó nhỏ thì em đọc M nhỏ, ngực 86 đổ về. Có tay dài mà sao nè. Nó bữa nay mặc áo màu đen chứ cho nó mệt. 110 cho mấy chế lên mã 11. Cam tay cho Trần Thị Nhung. Mã 11 giùm em nha. Rồi em lên tiếp con này là size S, ngực 81 đổ về nè. Cái này là nó sọc sọc. Cái này về mình giặt nha, nó hơi dính dính. Nó dính dính cái màu gì đó. Em sale cho mấy chế 50k thôi. Size S nha, mã 50. 50 là 50. Rồi tiếp con này cũng size S nè, cái khóa nè. Size S 50k luôn cho mấy chế nha. Mã đen dài, này đi chơi mặc crop top rồi đi chơi được hết luôn. Đen dài. Con này mút liền size L. Size L ngực này 92 đổ về, ngực 87-92 mút liền. 55k mã liền đen. Tiếp tục một con mút liền nè. Mới cứng luôn size L XL, còn nguyên cái dây này nè mấy chế. Size L XL nha, ngực này 91-96. Ngực 91-96 mút liền nè cho mấy chế 55k mã 96. Đen dài 50. Lục hoa. Tiếp một con chất lung lung nữa mấy chế size M nè. 60k mã đen lưng. Đen lưng. Con này size S nha. Size S này ngực 83 đổ về thôi. 60k mã hồng. Lên con này size S của New Balance nữa nè. Ngực 83 đổ về luôn nha.
Ủa, chết mày coi giảng tốt mà. Con này mặc là bao đẹp luôn mấy chế. Rất là xinh nha. 90K. Mã N90. Mã hồng. Hồng cho lục thoa. 60. Trúc Ly ơi, Trúc Ly lấy size gì? Mình có con hồng màu hơi ấy xíu nè. Cái này được không? Trúc Ly lấy con này thì ok nha. Đó, Trúc Ly lấy thì ok. Chị nào hỏi em tay dài nè. Tay dài con này size M nè, M lớn nè, người 88 đổ về nè. Ok, lấy Trúc Ly cái, lấy cái sau nha. Thôi vậy để cho Trúc Ly cái sau, kêu bạn xã cái đó thì bạn xã. Mới lắm nha, có sẻ ngón nè, mới chế màu kem, màu màu hột gà, 130. Đủ mới thì em bao cho mấy chế 130 mã 12. 130 lên mã 12 dùm cho em nha. Em để size M này cho Trúc Ly nha chế. Có đơn inbox cho em nha. Là cái kia size S nên em xả ra rồi. Cho lục hoa xả ra rồi nha. Em gửi cho chị Kim Thanh rồi nha. Là 130 nha chế. Tuyết Sương Trần 130. Đó, chế nào mới vô. Cái đó sẽ ép nha, được không? Nó ép ấy thôi, ép 5. Nói chung cái này ngực tầm 85 đổ về á. Được thì ok dùm cho em nha. Con kia thì tầm 87, 88 nó thoải mái hơn. Hiệu Ly Ninh nè. Sexy luôn nha mấy tình yêu. Hiệu Ly Ninh size này là size MB75, ngực 80 85 đổ về mặt đẹp. Ngực 85 đổ về mặt đẹp nha, nó để B75 á, làm size M nhỏ nè. Mới lắm nha, em cận cảnh cho mấy chế nè. Mới cực kỳ luôn, 120 mã hồng mới. Không, em không có lu lu chế ơi. Rồi con này size ML nha. ML ngực này 86 91 mới. Giống như bên trong lấy ra, nhà máy lấy ra luôn. 80K. Mã cam 80. Một con này còn nguyên tem. Nó có cái cài ra đây. Hello. Vô lẹ lẹ chốt cho con Ngân kìa. Hồng mới size M nhỏ ngực 85 đổ về. Em đọc size kỹ luôn cho mấy chế. Con này nè, size L. Size L, L nhỏ nha. Ngực 89 đổ về mốt liền còn nguyên tem. Còn tem mới luôn nha mấy chế, 75K. Mã tem, cam 80 cho Hồ Thảo. Con này là L nhỏ, M lớn ok nha. Có đơn inbox cho em nha. Lấy chìa khóa này mở. Mở cho một tiếng nó có đi qua đi lại. Rồi mắt công nó kêu không. Rồi em lên tiếp nha. Ý làm như là nó bị ẩn comment nữa rồi. Like chút là ẩn comment. Để em lấy cái máy để đọc comment. ABCD đi mấy chế. Xe chim xe ơi dùm cho em đi mấy chế ơi. Đây đây đây. Rồi có nhân viên qua mà em làm nhanh nha mấy chế. Lên nhanh xuống nhanh. Hốt tiền nhanh nhanh. Áo tay lỡ nè. Áo tay lỡ trong này nó đánh size M nha. Người 87 đổ về mặt đẹp. Mới lắm nha mấy chế. 110. 110 mã 12. 110 mã 12. Con này size S. S này S bé, ngực 80 đổ về. Có mút ngực nha. Có mút ngực cho mấy chế. Con này 80 mã hoa. Mã hoa. Còn em in đã mo size L. L này ngực 92 đổ về. Màu hồng nhạt rất là xinh. Ngực 88 đến 93, tối đa 93 nha. Đó, hồng này xinh chưa mấy chế. 120 mã hiệu hồng. Hết biết đường kêu.
xám rất là xinh nha mấy chế, 70k mã xám. Ơi nó bị ấy rồi, nó bị ẩn comment nữa rồi mấy chế ơi. Ôi em lên liên tục hồng mà mấy chế hỏi hiểu cái nãy giờ là hồng gì. Hiểu hồng nè cho Hồ Thảo, 120 nè Hồ Thảo đó, 80. Mấy chị muốn hỏi thì mấy chị kèm mã vô em mới biết đường nha mấy chị. Em lên liên tục mà mấy chị hỏi con vừa rồi á là em không không biết là cái gì đâu. Rồi này 70 nè mã xám, kèm mã vô thì em còn biết nó là gì. Em lên liên tục 2-3 cái hồng mà hỏi cái hồng vừa rồi là cô em hiệu nay quần ống suông le nè. Cái eo này là tầm 71 cm nha, eo 71 cho đến 77 cm là 160. 160 hiệu nay như mấy chế, 160 mã L1. Cô em size L mút liền nữa nè, ngực 88-93 size L, ngực 88-93 nha, mút liền nè. 70k mã liền đen. Em thấy chế Vũ Giang Hưng nha, Hưng Giang nha, tại chế chốt sao không đọc tên. Rồi mua em màu đỏ tím tím, size M nhỏ luôn. Con này là trong tác này nó đánh size S nha, nhưng mà này là S lớn á. Người 84 đổ về, trong tác nó đánh S. Người 84 đổ về, hàng này hàng Mỹ nó phân to. 90k mã tím, mã tím. Thôi em lên một con size L nè, một con size L mút liền nha mấy chế, mới lắm luôn nè. 80k mã liền hồng, trả giùm em cái hồng nha. Rồi ok, rồi mấy chế cứ nghe giùm em size nha, em làm lẹ lẹ mất công mấy chế thời gian. Loe là cái này đúng không chế, lên đúng mã giùm em nha. Tại nếu mà người khác lên mã, lên đúng mã thì em chốt cho người đúng mã nha. Đó, chế tuyết nhung lê đúng thì ok nè, mà cố gắng lên đúng mã giùm em cái đó, 160 tuyết nhung lê. Tại vì ai lên đúng mã em chốt cho người đó trước, lên sai mã mất công, kiện cáo nó mất thời gian của đôi bên lắm. Trời ơi, lên sai mã mấy chế mà chốt ấy là mấy chế la á. Đây liền hồng nè, cho Vũ Phương Giang là 80. Cô đều đùi ai body của Úc size S mà phương này tầm M. Eo này là tầm 68 cho đến 73 của hiệu ai body nha mấy chế. Đẹp khỏi khỏi bàn luôn nha. 130. 130 mã đùi. Lên đúng. Đúng rồi. Một con đùi nữa nè. Hiệu của Úc nè. Anh cô gì nè, size này á nó để size 10 thì tầm size M nha mấy chế. Tầm size M nha mấy chế. Eo này 68 cho đến 7773 nha, 6773. Đẹp xuất sắc luôn. 130 nè cho Anna Yến Nguyễn. Con này 110 nha mấy chế, lên mã số 2. 130. Tiếp tục một con hiệu tem trong mới cứng luôn, size M nhỏ nha. Size S nha mấy chế, 100k mã áo. Hello mấy chị đẹp, em phải làm lẹ lẹ mới like mới hết đồ được, nhiều lắm. Con này M nhỏ nè mấy chế, ngược 86 đổ về, M nhỏ nha, giá rất tốt là 80k mã dây xanh. Dây xanh con này là size L, size L ngực này là 87-92 nha, 60 mã trắng. Size L ngực 89-94 mút liền, màu xám rất là mới, hiện đây luôn. 70k mã liền xám. Rồi một em size S màu tím, 70k mã tím S. Tím S Vũ Hương Giang là mã trắng là 60. Chế Phương Chi Trần sao. Rồi em tiếp con này size SM nha. SM ngực tầm 83 đổ về thôi cho mấy chế, 50k mã sọc đen. Một con yếm size M ngực 86 đổ về, 50k
tra mã lưới. Sai LXL ngược này 91, 95, 91, 95, 96 cũng được nha, mút liền dạng mỏng thôi. Em mới chơi con này 50k mã liền xanh. Lưới cho chế Phương Chi Trần. Mã lưới. Lưới 50 nè chị. Xem lại cái màu xanh là cái này đúng không? Mã lưới này nha. Mã lưới là size LXL á. Lưới đó size LXL ngực 91 cho đến 96 cũng được. Cúp B là mặt đẹp, mút liền. Rồi em này màu hồng hồng có cài nè. Trên tác là nó đánh size M mà M nhỏ thôi, ngực 84 đổ về mặt đẹp cho mấy cái 50k. Mã hồng cài 50k. 50k mã hồng cài chế Phương Chi Trần ơi, ok cái con lưới không em thảy qua nha. Chế Phương Chi Trần. Size này nó đánh S mà tầm M là được. Ngực 83, 87, 88 cũng ngon chen luôn. Kiểu ngoài sao nó là rất là xinh nha mấy chế. 75k mã yếm xanh. Ok, cái gì là cái lưới đó của Phương Chi Trần chốt trước rồi nha. 50. Rồi em lên tiếp con này size S nè, size S hút liền nè. Mới lên trang nha mấy chế. 75k mã nơ. Con này còn tem size M 80k. Mã tem. Size M là ngực tầm 80, 87 đổ về nha mấy chế. Em nói M nhỏ thì tầm 85. Rồi con này size S nè. Size S ngực 82 đổ về nha. Ngực 82 đổ về cho mấy chế. Kè lấy cái bịch trắng trắng đó là bịch bự đó. Ừ, bịch lớn hơn bịch kia. 65k đi. 65k mã S 65. Mã tem. Mã tem không có mã siêu phẩm em ơi. Mã tem nè, cho Minh Nhật 80. Cô màu nâu tây nè, size M. M này eo 70-75. Con này M chuẩn nha. Eo 69-75. Màu nâu. Rất là mới. Rất là mới nha. Em không có like theo yêu cầu nha mấy chế. Em bóc con gì em lên con đó nha. Giờ em không biết nó nằm đâu. Rồi cho mấy chế con này 140 nha. Mã nâu tây. Nâu tây CK là mút liền. Em phải mút liền. Mút bình thường sẽ ép. Cái dòng giống như áo bờ ra chứ cô tông mềm nha. Của CK. Sexy chưa mấy chế. Size S thôi nha, ngực 80 đổ về là mặt đẹp mấy chế ơi. Co giãn tốt thì tầm 81, 82 thôi nha. Đó, xinh quá. Cho mấy chế con này 80. Mã xịn. Rồi coi áp mà cũng bị hấy nữa. Size S 65 cho Julie Võ. Julie Võ là 65. Nâu tay cho Tuyết Sương Trần là 140. Rồi con này size mã xịn nè. Mã xịn cho Hoàng Tú là 80. Hoàng Tú nè. Hoàng Tú để chung cái rổ bự với con du xe gì đó. Viết gì đại đi. Xịn cho chế Hoàng Tú rồi. Size M nè. Size M 55k mã xanh. Con này size L nha của Champion. Con này nó phải cắt nhét mút nha. Hiệu Champ rồi mới chế 70k. Size L nè, cho chế nào ngực 90, 95 cũng được nha. Size L 70k mã loai. Xịn em hết rồi mấy chế. Con này XL mấy chế. XL ngực này là 91, 96 nè. 55k mã 96. Hoàng Tú và 80. Size M. Size M 60k mã hồng. Ừ, bỏ vô rổ ra đi ghi tên nữa. Một con hiệu nữa nè. Quần lỡ nha, i body luôn. Hiệu i body quần lỡ size S M nhỏ eo 70 đổ về. 110 nha. 110 mã bi. Xanh cho chế xanh size XL đúng không chế. Khuyên Kim. Xanh XL 55 nè. Cho chế Khuyên Kim.
con hiểu anh ta sai lờ người 90 95 nữa nè. Sai lờ người 90 95 hiểu anh ta nha, 60k mã hiệu đen. Không lấy thì bỏ ra đi em ơi, tại vì bé nó cũng không biết đường nó lấy đâu. Con này sai M. Sai M là mình quay qua quay lại mất thời gian mấy bạn kia, là ai cũng có công có chuyện, ai cũng gấp gấp. Sai M nha, được 87 đổ về nè. Đó, xinh lắm nha mấy chế, 60k. Mã lưng kiểu. Cái quần nâu tây con coi của Tuyết Xuyên Trần có túi không? Con này của web và rồ. US Pro hiệu của Mỹ nè, form này size size M bỏ ra đi. Thấy qua đây nè. Size M nha, ngược 87 đổ về. Em xả một lần trên like thôi nha, mấy chế xuống like là em không xả nha. Ngược 87 đổ về nha mấy chế, mút liền nè, hiệu của US Pro 70k. Mã liền tím. Size S nè. 45k mã xanh đen. Size S 45k. B. B là cái nào? À, nó chạy cái nó chạy một lần. Lưng kiểu là 60 cho Mai Anh Đặng. Ok, lưng kiểu 60 cho Mai Anh Đặng nè. Em like là em đưa lại cho mấy chế là xem lại hết. Bi này cho chế Hoàng Tú nè, Hoàng Tú là trong rổ không? 110 nè. 60 bi em hết nha mấy chế. À, chị không có biết đâu em, chị không có đọc inbox đâu, chị không có để được nha. Xem chốt được chị đi. CS nó để nét mà tầm nét ngược 80 đổ về có chữ nè. Ôi nhiều việc lắm mấy chế, không phải là em ở không mà em like rồi chốt đâu. Rồi em cũng là một bà mẹ bỉm sữa, em rất là nhiều việc chứ mấy chế thông cảm giùm em. 55k ngược 80 đổ về. Chồng con hai chồng một đứa con, ở lộn, một chồng hai đứa con chứ đâu phải là ngồi like rồi xong rồi chỉ trả lời inbox đâu mấy chế. Con này sang S nè, 65k mã xanh S, nhiều việc lắm mấy chế thông cảm giùm em. Mua được thì là cái duyên của nó của mình, còn mình mua không được bữa khang bữa sau mua nữa. Rồi, hàng có hoài luôn mà sợ mấy chế là không có đủ bác hồ thôi. Size S nha mấy chế, 50 mã sọc đen. Con này size M bận lắm, hai chồng lận trời ơi, còn là hỏi không à. Liền tím cho lăng lăng em phải trả lời nên em lên chậm. Liền tím, liền tím lại nào, liền tím, liền tím lại này hả chế. Lăng lăng ơi, size M ngược 87 đổ về nha. 70k đúng ok lại giùm em nha. Tự nhiên nó bị đứt khúc rồi đó. Phải đọc cái này liền tím không ta? Chế lăng lăng đúng ok nha. Rồi ok, 70k có đơn inbox giùm cho em nha. Mấy chế có đơn inbox liền giùm cho em. Xin cảm ơn size M. Ngược 88 đổ về, nó có cái hở nè, ngoài trước nè. Đó, rất là xinh, bút liền nha mấy chế, 80k mã M80. Con này cũng size M màu đỏ đô nè, 75k mã đỏ 1. Size S lớn M nhỏ bon chen, được 83 đổ về, 80k mã đen hiệu. Một con hiệu bút liền size M nhỏ nữa nè, ngược 86 đổ về nha, có lưới đầy đủ nằm mút liền mà cài sau nữa, 60k mã cài sau. Em ra tiếp con này size S cổ yếm là mấy chế ngoài sau nha. Con này chất co giãn nè, ngược 82 đổ về nè, 60k mã yếm 60. Con này size M ngược 87 đổ về, 50k mã 87. Làm lẻ lẻ rồi đi ăn cơm hộp nữa mấy chế. Một em size này nó đánh size L mà tầm M là được. Eo này 69 cho đến 74, quần dài khối lưới dưới chân là 100k. 100k mã khối lưới. Eo 60
quên 70, em đọc như ta, eo 69 đến 74 nha, 100k mã khối lưới. Rồi tiếp yếm 60, ăn lẩu 60 nè, cho Juicy bỏ gì đó, size S nhỏ, eo 62 đổ về mặt đẹp. Cho mấy cái con này 80 thôi, mã 62, bé bé xinh xinh có quyền bán rẻ. Con này size M, eo 70-75. Họa tiết quần này nó tới bắp chân nè, họa tiết rất là đẹp nha mấy chế. 110 mã họa tiết. Rồi một con này như gen mình bụng vậy đó, size này là SM nha, SM cho mấy chế 90k mã cao. Con càng sau tới size M nha, con càng sau size M á, mã 62-80, eo bé nha chế, Juicy vỏ, nhiều cái ca vô đi. Mã tiết 110 nè, cho Thiên Bình, Juicy vỏ 80. Con này size L nè, giá rất tốt là 60k, ngực 89 cho đến 93, 60k mã crop. Một em hiệu chữ V gì nè, size M nè, size M hở eo hai bên rất là xinh luôn, 60k luôn mã chữ. Ôi con này nó bị quỷ luôn. Ok, em sợ gì đó. Em thấy 63 nó bé xíu, 62. Cái này size F nha, mút liền nha mấy chế, 60k mã liền đen. Cái con giống y vậy luôn, cũng mút liền size F luôn nè. Em này 75k mã cam. Chữ nè, chữ cho Ngân Nguyễn nè, 60k. Còn đơn size M ngực 87 đổ về mút liền, cái này lên dáng nó lên phơm rất là đẹp luôn mấy chế, 70k luôn nha. Mã liền xám, lười liền đen cho Tường Mi. Liền đen là Tường Mi đúng, ok lại giùm em nha, 60 nè. Ai dạ, em này size L XL là ngực 90-95, 60k mã khóa học. Cái nào crop top mã 2 giây 60k, Phương Chi Trần, ok đúng không chế? Phương Chi Trần, một em hiệu CP Line, nó để M mà tầm S thôi, tầm cao hồng thấp gì nè, dán cha nó ngay cái ấy của mẹ rồi. Ừ đúng rồi, em nhớ thuộc lòng, nó để M mà tầm S nha mấy chế, 65k luôn, ngực 83 đổ về mặt đẹp, 65k mã xanh 65. Chị lấy tím đỏ đô nặng 70kg, em không có, 32D, không biết, em ít cái mà nó để D lắm, có cái nó để ấy thôi. Khóa hồng size L nè, cho chế Nga Nguyễn Thi, 60, 70kg thì phải mặc XL hoặc 2X, nhưng mà tùy chiều cao nha mấy chế. Cái này size S là ngực 81 đổ về màu tím cắt xẻ rất xinh nha, 80k mã cắt. Tiếp con này size M nè mấy chế, 70k mã cam, 70k mã cam. Khóa hồng em hết rồi chế, khóa hồng size L hết rồi, khóa hồng size L hết rồi nha. Con này size S nhưng mà S này S bé nha, XS là được, ngực này tầm 77 đổ về thôi, hoặc mấy chế mua cho bé mặc cũng được, nó đánh S nhưng mà S bé, chân ngực này nó tầm 20-27 thôi. Cho mấy chế con này 110 nha, mã dạ quang. Có áo 2XL xem giùm em, mã cam cho Huyền Trương, cam cho Huyền Trương. Có đơn inbox vô cái bếp đang like nha mấy chế, có đơn inbox vô bếp đang like, 100k là em ship nha mấy chế, 100k là em ship nè. Rất tốt mà cô Yến nó là size ML ngực 8793, Huyền Trương mới ngực 8793, 60k mã Yến, 80-70. Đây con này size L nữa nè, chế nào lấy, 60k mã crop. Tiếp tục crop cái hiệu Ivy Lee nè,
2ML luôn. Ngực 91 đổ về nha. Cổ yếm mà tôi rớt nữa là thế nào mà hốt thì hốt liền. 80k mã yếm hồng. 80k mã yếm hồng. Yếm cho trái hà kim nè, 60. 80k yếm hồng nha mấy trái. Cắt cho lục hoa 80. Cắt cho lục hoa 80. 60 cho chị Hà Kim. Con này size M nè, M lớn được 87, 88 cũng được, nó hở lưng rất là sexy. Người 87 đổ về nha mấy chế. Xinh chưa? 100k. Cái hồng nhạt nhạt nha. Chất thì bao đẹp cho mấy chế. 100k mã đẹp. Một con có hiệu under size S, nó phối với cái màu xám nha. Trắng mà nó phối mấy cái này là xám nè. Ngược 80 đổ về 100k, hiệu under nè. 100k mã số 1. Đó đó, em mới lên mã size S á. Mã đẹp là cái này hả chế Hà Kim? 100k Hà Kim. Size XL nè, chế nào chốt sau con khóa hồng lúc nãy nè. Lên mã khóa 2 đi mấy chế, size XL nhưng mà XL nhỏ thôi, ngược 90-96 nha, mã khóa 2. Mã khóa 2 số 1. Số 1 cho chế Phương Trương, fan cứng luôn. 100k. Rồi một con hiệu Victoria size L. Victoria size L tem trong lưng còn đẹp luôn nha mấy chế, nhưng mà phải cắt nhét mút nha. Hàng Mỹ nó không có sẵn cái nhét mút. Ngược này 88-92. Đẹp từ trong ra ngoài, con này phải cắt nhét mút nha. Rồi 130 nha mấy chế. Mã xám. Nữ hoàng lá chim. Màu trắng hả? Có nhưng mà không có để sẵn, em không biết nó nằm đâu. Con này size SM nhỏ thôi, SM nhỏ. Từ 83 đổ về Bonivilo nằm màu hồng đẹp chưa bút liền nha mấy chế. 80k mã liền hiệu. Khóa 2 cho Bích Cẩm Nguyễn là 60 luôn. Trong rổ á, nó thuộc lòng mấy tên mấy chế luôn đó. Size M nhỏ ngực 85 đổ về nha, mút liền là 60k mã liền xanh. 60. Con này size S luôn nha mấy chế, 65k mã họa tiết, mút liền luôn nha. Một em quần màu hồng hiệu I Body size M. Size M này M chuẩn heo này, 70-75. Cái này đi bị dính màu tí xíu. Em chưa giặt chưa thử chưa biết là sao. Thôi để lại đi. 80 là mã liền hiệu nha, chế bé duyên nhan. Bé duyên nhan. Nhan hay nhàn gì á. Lên đúng mã giùm em mới biết đường lấy nha mấy chế. Em lên liên tục mà mấy chế lên sai mã cái là quay qua em không có biết. Rồi con này size L nè. Xinh. Ngực 90-95. Màu xanh tím tím mà sau lưng nè, 90k. 90k mã dây. Liền hiệu. Liền hiệu nè, cho Đào Đoàn nè. Hồng size M rồi chị ơi, là cái nào? Có Đào Đoàn cái kia không? Đúng rồi. Size S nè của F21 nha mấy chế, 70k. Mã hiệu S. Đào Đoàn đó 80. Một con hiệu nữa là size M dây tím nè. Mã dây tím hay là mã dây ta? Em đọc mã gì mấy chế? 90k nè. Mã dây đúng không mấy chế? Dây 90 là cho chế Hà Thu. Rồi con này size ML 90 đổ về. Con này cũng phải cắt nhét mút nha. Cổ yếm sexy. Đây. Và sau đó là chữ T nha, màu rêu. Mới đẹp. 90k. Mã phối. Mã 80 nãy mã gì chị? Cái đó có người lấy luôn rồi chế ơi. Chế nghe sai rồi à. Lấy giùm em. Cổ yếm nè, hiệu Binh nha. Hiệu Binh Victor size S. Cái này á, cái chữ này nó ngay cái chun nên mình căng ra là buộc nó phải nhăn, nó phải căng một xíu nha mấy chế. Vì do nó ngay cái phần chun á, ngay cái ngực của mình thì nó phải bị răng xíu. Mà áo mới đẹp nè. Size S cổ yếm của Binh Victor luôn. Mút liền luôn nha mấy chế. Nó bị răng thêm xíu, em để mấy chế 110 nha. 110 mã yếm S. Yếm S.
90 cho chế phương chi trừ. Phương chi trừ. Rồi size M bút liền 55k, hiệu Kalenji, mã liền đen. Lên một con áo kiểu nè. Kiểu này chưa lộn. Áo kiểu này size M. Áo kiểu size M rất xinh nha. Đây em có hai cái gì đó. Size M nha mấy chế, nó quấn quấn quanh này, này thím đi chơi đều được nha. Mấy tình yêu 120 nha mấy chế. 120 nha. Mã nhiều dây. Cho dù nó không có nhiều dây. Yếm ép cho Ngân Nguyễn nè. Ngân Nguyễn là 110. Chế này biết dùng hàng nha. Mã nhiều dây dùm cho em nha. Size 120 size M. Rồi một em màu cam nè, size M luôn nha, 80k, mã cam lưới. Đây quần này em lên lại con này mấy chế ơi, size M nè. Size M em 70-75, màu này rất là tây nha. Chất dày đẹp nha mấy chế, 140. Chất dày mà dẻo, 140, mã nâu. Rồi cái quần này nó đánh XS nha. Eo này 65 đổ về, hiệu Aomi nè. Eo 65 đổ về nha mấy chế. Cạp này cạp vừa không có cao nha, cạp vừa phải cái hiệu này. Rồi cho mấy chế 130 mã họa tiết. 130 mã họa tiết. Nâu cho Bích Cẩm Nguyễn. Ê quên, nâu cho Ngân Nguyễn trước rồi tình yêu ơi. 140. Đó cái quần xe đép em mới lên nha mấy chế. Cái gì cũng có mấy chế. Cứ chậm chậm và theo dõi và chốt một hồi nè. Dính một đống. Size XL ngực 90-96 bút liền nè, hiệu Kalenji luôn, 70k, mã liền hiệu. Rồi lên em Lulu này size gì đây? Size 10, size XL á, để nó hơi bị dơ. Size XL ngực này cũng là 91-96 nha, size 10, 92-97 đi, coi giãn tốt. Ngực 92-97 của Lulu nè. Size 10 nha mấy chế, 120 nè. 120 mã số 10. 120 mã số 10. Chị lấy tím là cái gì ta? Mã liền tím đúng không? Mã liền tím. Mấy chế nghe mã lên mã đúng giùm cho em nha. Lên mã đúng nha, lên mã sai làm em phải hỏi đi hỏi lại nó mất thời gian của mọi người. Số 10 này cho Phương Trần là 120. Với đó cho Mai Hương, có đơn inbox cho em nha. Mai Hương đó 70. Còn Phương Trần là 120. Ủa? Nhiêu ta? 120 đúng rồi, mã số 10. Đây em lên là áo nữa nè. Áo hiệu Kyodan của Mỹ, size này là size S nhưng mà form M. Con này size S form M nha mấy tình yêu, ngực 86 đổ về mặt đẹp. Phương, con ghi Phương là được. Để trong chỗ cái rổ chung á, nhà chung đi. Hiệu Kyodan nha, size S mà form M ngực 86 đổ về mặt đẹp, 87 cũng được nha mấy chế. Màu quá đẹp luôn, 100k, mã Coban. Sẵn là em lên luôn. Đây, hiệu Nai của Mai Thương. Hiệu Nai size này XS mà S là vừa. 82 đổ về mặt đẹp nè. Mút liền nha mấy chế. Nó là cái mút mỏng thôi. Đó, cái mút nó vậy nha. 82-83 cũng được nha. Hiệu Nai nè. Màu rất là đẹp mà đổ mới cho nó. 150 nha mấy chế, mã Loan. 150 mã Loan. 150 mã Loan. Cô ban cho Ngân Nguyễn nè, 100. Chốt là dính nè. Đúng rồi, trời ơi. Cứ chờ mà chốt là dính. Dính là hốt. Nên mấy chế đừng đi đâu hết. Chúng tôi sẽ quay lại sau. Quay lại ngay. Rồi tiếp tục Lulu nữa nè, size 6 nha. Lulu size 6 tầm size M nha, ngực 87 đổ về mặt đẹp mấy chế. Ngực 87 đổ về mặt đẹp nha. Màu nè, 140 nha mấy chế. 140 mã sọc. 140 mã sọc.
Loan là 150 cho nhàn thanh. 140 mã sọc giùm em. Con này bên trong nó có cái chun Adidas. Nó sẵn cái chun, không có mút nha, nó hai lớp nữa nè. Thí dụ mình thích mút thì mình cắt cái này mình nhét vô là nó thành ba lớp á. Qua đi đá. Em này nó đánh là size M. M lớn được này là tầm 89 đổ về. 84, 89. Nó là gì? Thôi bây giờ áp mà nó cũng bị ấy nữa, tức thiệt á. Áp mà nó cũng bị. Nào ngoài trước nó chữ V, ngoài sau nó giọt nước nha. Này nó theo rô đê nữa, màu cũng đẹp nữa mấy chế. Size M là 150 nha mấy chế. 150 mã lá. Mã lá, mã loan em hết rồi nè, cái mã sọc cho chế Hà Kim. 140 nè. Có cái như mấy cái mút này nhét cho đi con. Chưa có kịp gắn mút, toàn là hàng Mỹ nó không có mút không. Nè. Mã lá 150 nha mấy chế. Áo tay dài nữa nè. Áo tay dài này, áo tập này nó không mút nha. Size M. Size M này người 80, này ML. ML người 90 đổ về nha mấy chế. 90k mã dài. 90k mã dài. Size ML á, mã lá. Mã lá cho cô Trúc. Cái này nó phải cắt nhét mút nha chế. Nó không sẵn kia nhét mút nha. Nó chỉ là hai lớp thôi đó. Chế lấy thì ok lại giùm em. Không em để cho chị Nguyễn Thường. Rồi em này size M. Size M cạp cao. Em này tầm 69 cho đến 75. M. Con này nó đánh L mà tầm M thôi. Tầm M nha. Em 69 75 120 mã xanh cao. Mã xanh cao. Ok. Rồi để cho chị 150 của chị Nguyễn Hường nha chế. Cái Adidas của chị nha. 150 của Nguyễn Hường. Nguyễn Hường lên con màu rêu nè. Sexy Lady size S. Size S mấy chế ơi. Có túi nè. Rất là mới cắt xẻ dưới nha. 130 nè. 130 mã túi đi. Mã túi. Mã dài cho Hiền Đỗ. Hiền Đỗ 90. Có đơn inbox cho em nha, khách có đơn inbox cho em nha. 90 là Hiền Đỗ có đơn inbox, có đơn inbox. Miệng như là trống bạc lưa. Mà không inbox nữa thì không biết là lỗi. Không phải tài, anh cũng không phải tài. Em Adidas là size S nha. Size S nè, cái chữ này rằng rằng gì nha mấy chế. Ngực 81 đổ về 130. 130 lên mã chữ. Túi nè. Túi ghê chưa. Túi là của nhàn thanh nha. 130 túi em hết rồi mấy chế. Một con này màu đỏ nữa là size S luôn. Ngực ta ngực 79 đổ về nha. Ngực 79 đổ về. Mấy bé bé em sao cho mấy chế 130. Ai em bé em có quyền. 130 mã 13. Rồi mã chữ nè. Mã chữ cho Hà Trần. Mấy chế lên đúng mã, em chốt cho người đúng mã nha mấy chế. Lên không đúng mã rồi tội em kiện cháo, em phải giải quyết cho mệt lắm. Hà Trần 130, con này size S luôn nha. Size S này S nhỏ ngực 79 đổ về nha mấy chế. Size S nhỏ nha, ngực 79 đổ về nè. Cho mấy chế con này 120 nè. Độ mới thì em bao cho mấy chế mã 12. Chế chốt sao. Chế chốt sao. Để chốt sao đỡ tốn tiền chế ơi. Đỡ tốn tiền. Size này của iBody nó để S mà cầm S là được nha. Hiệu iBody. Eo này là 60 cho đến 60 68 của iBody. Mới tin nha mấy chế. 120 mã ngố. Mã ngố. Mã ngố. Mã S là cái này hả? Ủa cái này đọc mã chưa ta? Mã 12, mã 12 120. Mã 12 120. Mấy chế cứ từ từ em không có
20 mã ngố cho nhàn thanh. Em không có tắt ngang tắt dọc được nha mấy chế, giống như nó chảy sao em đi theo vậy nha. Không có tự nhiên đang đây bấm qua tới phần cuối xong trở lại coi từ đầu. Em có thân bài đồ, mở bài kết thúc đồ này nọ ha. Size M lớn eo này 70-75. Quần này tới tầm mắt cá nha, cắt xẻ laser. Rất là đẹp rồi mấy chế, cắt rồi nha. Đẹp lắm luôn, 130 mã cắt. Size M lớn eo 70-75. Ngố em hết nha, ngố em hết. Eo 70-75. Cái áo này size M mấy chế quấn quanh bụng nè, 120. Size M nha, quấn nè, đó ở đây nó vậy, 120 nha, nó quấn, đuôi gió hiệu Nike nè, Nike này size S, form này eo 70 đổ về, S lớn, 150, mã beo, mấy chị chốt đi mấy chị ơi. Chốt là hốt là dính là tốn tiền. Size số 4 nè, tầm size M nhỏ là mặt đẹp lu lu nè mấy chứ. Size M nhỏ nha, ngực 84 đổ về là mặt đẹp, 84-85 cũng được. Phơm này nó to 86 luôn nha mấy chế, 150 mã hở 150, eo 70 thì mặc size ML nha, size M lớn hoặc là size M gì đó. Em đọc cái nào cũng kèm số đo hết á mấy chế, cái nào em cũng kèm số đo nha, nên mấy chế nghe số đo giùm em. Sao lai là em không có xả và không có, em không biết là cái đó bao nhiêu ký là có vừa hay không, còn không chụp sao lai nha. Trên lai cái gì thì em ấy luôn. Cái này căng ra tối đa là 74 nha, eo 70 là được nha. Đó, cho chế Hà Kim nè, 150 tới cái mã hở nè, mã hở cho Hà Nhàn Thanh nè, 150 nè. Tiếp tục áo Lulu nữa nè, áo Lulu hàng độc. Chắc tầm size 4 quá, mất tiêu quá. Size 4 nha mấy chị. Cái kiểu đó nè, đó, cái cổ nó vậy nè, sexy lạ luôn. 150 nha, 150 nè. Mã lạ đi, mã lạ. Size F. Thôi con này đổi cái chun. Có đơn inbox cho em nha mấy chế ơi, chủ động inbox nha. Rồi size M eo 71 đổ về. Ôi em đo tối đa 74 mà. Eo 71 đổ về nha mấy tình yêu, 120 mã loan. Xả của Hà Kim đi con. Cân nhắc nha mấy chế ơi, em xả một lần thôi nha. Size này size L. Con này size L, eo này 60, 74 cho đến 78. Cạp cao màu đen, eo 74 đến 78, 79 bông chen cũng được, mới tinh cho mấy chế 100k, mã đen mới. Con này của HM size S, size S này eo 67 độ về nha, eo 67 độ về của HM nha, rất là đẹp luôn, 150 mã sọc, 150 mã sọc. Một cái quần cạp kiểu size M nhỏ, L nhưng mà tầm M thôi. Cái đánh L mà tầm M thôi, eo này là 69 cho đến 74. 69 đến 74 nha, cái cạp này rất là xinh, 130. Mã cạp kiểu. Mã lạ cho chế Hương Trương nè. 150. Trong ấy. Họa tiết size M eo 70-75. Họa tiết size M eo 70-75 100k, mã 75. Tiếp tục một con hiệu HM size S. Size S cái cặp có chữ này rất là xinh nha. Size S eo này là 70 đổ về. Eo 70 đổ về.
150 mã khối. 150 mã khối. Ai size to thì nói con này size 2X. Size 2X nha. Eo này 84 đến 89. Cho mấy trái 90k mã cạp cam. Rất là mới luôn. Mã phối, mã phối là 150 cho nhàn thanh. Một con cạp cao này size L mà tầm M là ok. Eo 70-75. Eo 70-75 màu lông chuột cạp cao. Dưới đây nó cắt xẻ chưa có đường may. Đây, đó. 100k mã lông chuột. Lông chuột 100 tiền. Lên tiếp một con còn nguyên tem nha. Kiểu gì á, Zua gì á, size L. Size L mà này L nhỏ tầm M là ok. Eo 70-76 nha. Eo 69-76 cũng được. Chất miệng nha mấy chế. Còn tem mới, nguyên con luôn. 170. 170 mã 17. Chế mai anh Đặng cứ lên mã đi. Còn số điện thoại thì cứ inbox vô cái bếp đang like dùm cho em. Có đơn inbox. Chế lên sao, chế lên số cái là sao người ta size S nha. Size S là 70k mã crop. Mút liền size S nè, cổ yếm nè, có cài sao luôn nha. 60k. 60k mã yếm đen. Một con size S hiệu CP Line. Cái này thì được 80 đổ về nha mấy bạn em. 80 đổ về thôi. Hiệu CP Line 80k mã hồng sáng. Yếm đen. Yếm đen cho bé Duyên Nhàn. 60 có đơn inbox nha. Có đơn inbox nha. 17 là cái quần nó hả, 170. Cái này size S mà nó đánh L mà L nhỏ. Em có đọc số đo rồi nha mấy chế. Em có đọc số đo đó. Eo 75 đổ về là mặt đẹp nha. Cho Beo La Trần đó, bên cái nhà chung. Size S nè. Size S 70k mã sọc hồng. Con hiệu web pro size này size S nhưng mà nó tầm mờ. Con trang 85 đổ về 70k mã 85. Quay về dáng này sale luôn. 50k mã sale size L nha. Size XL mã sale. Mã sale. Mã sale, mã sale. Biết mà. Mấy chị chốt cho mình thôi, đừng chốt cho phụ giùm mắt không. Bỏ của Bella ra đi không. Hiệu Under Armour size F. Cái này ngay cái chun á thì nó phải bị râm tí xíu nha mấy tình yêu. Đó, ngực áo thì mới cao, bị răng chút xíu ở đây nha. Nó để mờ á. Mờ nhỏ thôi. Mờ nhỏ nha mấy chế. Ngực 85 đổ về. Ngực 85 đổ về nha mấy chế ơi. Rất là xinh nha. Cho mấy chế con này 120 thôi. Mã dây hồng. Dây hồng 120. Này là size M nhỏ tầm S là vừa. Adidas tầm S ngực 82 đổ về. 100k mã đen. 100k mã đen. Dây hồng, dây hồng. Dây hồng. Dây hồng cho Hà Trần trước mấy chế ơi, 120. Hà Trần trước nha. Rồi một con dáng crop top. Crop top size S. Xinh lắm luôn. Ngực 82 đổ về 70k. Nó kiểu quay quay mà sao hở lưng nha. 70k mã kiểu. Rồi chế nào size to to, size ML được 87 đến 93. 88 đi. 8893 mặt đẹp nha mấy chế của Puma. 105 mã hình. 105 mã hình. Đó, tôi nói bà Hà bà chốt là dính. Size S nhà xài mạng gì? Size S là ngực 82 đổ về 50k mã sọc hồng. Trả mạng cho tôi size S nè. Size S cạp cao nha mấy chế thì CP Line eo này 66 đổ về nè. Rất là mới nha, 100k mã sale. Tuột giá luôn mã sale. Hoàn chỉnh. Mã hình. Mã hình cho Cúc Nguyễn là 105.
hồng 60 là gì? Sọc hồng hả? Sọc hồng đúng không? Sọc hồng hả ta? Ủa? Sọc hồng 70 mà. Cái này 70 sẽ ép nha. Đúng cái này thì ok dùm em nha. Sẽ ép là 70k hiệu Domios nè. Chốt 10 vô chơi vui. Vui vui. Size L nha. Size L nha mấy chế. Một con hiệu xịn sò của Mỹ. Nó là nhũ nhũ nha. Mới lắm không bị tí xíu gì hết trơn. Giống như da da gì đó. Không biết da thiệt da giả gì em không biết nha. Đó. Sọc hồng đó đúng thì ok. Trong có mút tập đầy đủ nha mấy chế. Size L ngực này 91 đổ về mặt đẹp nè. Mặt đi chơi đồ đi gì cũng được nha. Đẹp lắm luôn. Mấy chế cầm ở ngoài mới biết cái độ đẹp của nó. Một cái này như ca sĩ nha mấy chế ơi. 140 nha mấy chế. 140 nè. Mã C3 nhầm chị cái vàng. Ngắm mỗi ngày cho có động lực. Cái vàng là mã sọc vàng đúng không? Sọc vàng đúng không? Phạm Thị Hiệp đúng ok nha mấy chế. Đúng ok giùm em nha. Chế Phạm Thị Hiệp ơi. Sọc vàng nè, sọc vàng nè. Sọc vàng. Phạm Thị Hiệp ok. Ủa không phải, vậy là chị đó chị ấy. Cái đó 50, phải chị Phạm Thị Hiệp chốt hay là bà chị hay chế bé Duyên Nhân, bé Duyên Nhàn chốt vậy? C3 này của Nhàn Thanh nè. 145. Tiếp tục luôn luôn nè mấy chế. Cái này thì cái chun mà không có mút. Có cái chun mà không có mút nha. Dạ. Chế Phạm Thị Nhan. Cái gì tên chị quên nè. Cái gì Nhan Nhan, con bé Duyên Nhan nè. Đã lấy cái sọc vàng 50 đúng không chế ơi. Xe này mờ nè. Size ML nha, ngực 90 đổ về. Nó có cái chun bên trong mà không có mút nha. Màu hồng mà cứ lung lung nè. Kiểu lạ chứ mấy chế. ML ngực 90 đổ về mặt đẹp mấy chế ơi. Cho mấy chế con này 150 nha. Mã hồng nhạt. Bữa nay là em bán lung lung. Vì nó nhiều quá em bán giá. Giá nó hơi bị mềm. Chứ bình thường á. Ok cái vàng 50 cho bé Duyên gì đó con. 50 nè. Là bình thường đang bán mấy cái luôn luôn 200 không đó. Hồng nhạt nè. Hồng nhạt cho Amita Trương là 150. Size M lớn nha Amita 150. Con này là nó đánh trong đây mút liền nè. Size M nha, nó đánh trong áo size M mà cái này cúp B mặt đẹp. Nhưng mà cái chun này nó nhỏ thì tầm S là mặc được nha mấy chế. Amita. Amita trong ngôi nhà chung. Là em đọc sai trên áo và em sẽ báo là cái form nhỏ nó tương đương với F, em cũng báo kỹ vậy đó. 100k nha mấy chế, mút liền nha. 100k mã yếm, nó đánh mờ mà tầm F là ok nha. 100k mã yếm, 100k mã yếm. Tiếp tục luôn luôn nữa nè. Size 8 nè. Size 8 tầm size L đó. Ngực này 89 cho đến 93, 8993 đi. Màu mới lắm nha mấy chế. Con này là 140 đi. 140 mã áo. Mã áo. Đó, just do it. Mút liền. Hiệu Nike mút liền size M nhỏ ngực 85 đổ về. Ngực 85 đổ về, chéo qua bên cái bếp chính em có chia sẻ bài á. Xem bên đó giùm em. Tại máy nó bị ẩn comment lâu lâu em mới nhìn lên một cái. Quá đẹp nha mấy chế ơi, 135 nha mã chữ. Mã yếm cho chị Hương, Đặng Hương 100. Mã chữ 135. Đây là size L. Size L có cái khóa là 60k mã khóa. Mã chữ cho Mai Anh Đặng, Đặng Hương còn. Mai Anh Đặng 135. Em còn con nãy con này ai chốt sao?
con xin thay nữa là 80k nè, chế hương trưng nãy chốt sao đúng không? Chế hương trưng lấy cái này thay, chế chốt mà chốt cho ai vậy? Chế sexy ơi, xin thay nè, chế hương trưng chốt đó cho ai? Lấy thêm để con đó cho. Cái này size S, size M của Victor. Victor này size M. Victor này size M mấy tình yêu. Ngực này là 82 cho đến 87. 82 đến 87. Ok là 80k cho hương trương ngôi nhà chung. CK nãy do là cái chế đó chốt sao thì em để trên chế đó nha. Của Victor nha, nên em không có lên mã thì em không có xem ai trước ai sau gì hết nha. Victor là mấy chế size M nha, ngực 84 đến 87. Rồi mấy chế con này 110 mã sọc. Đây cái hiệu này nè, xịn lắm luôn, size M. Nhìn cái tem nó màu xám xám y như là của bao size S chứ, size S mà phơm lớn tầm M là được. Ngực 84 đổ về nha mấy chế, rất là xinh nha. 70k mã chữ đen sọc cho Trúc Học. Sọc sọc 110 cho Trúc Học. Trúc Hồng mã áo, mã áo một áo 140 đúng không chế? Chế Nguyễn Thường 40, 145 gì em quên nè, 140 nè cho chế Nguyễn Thường nè. Ủa nó ẩn comment hả ta, em không thấy comment của chị luôn. Size S nè, size S của Univilo nha, eo này 59 cho đến 67, eo 59-67, 130 mã 13. Tiếp tục con này chấp nhận size M có giảm gót, size M có giảm gót rất là đẹp. Cái màu này thì thôi khỏi bàn nha mấy chế. Size M eo 69 đến 74, màu rất là đẹp, rất là mới, mịn màng trên từng cúc dây. Rồi cho mấy chế con này 130 nha, mã giảm gót. À, hôm nay không có duyên, nãy giờ em có thấy chị lên đâu. À, có nay chữ ở đây thì để cho em nha. Dạ không, em lên mã ai lấy được thì lấy hả mấy chế. 13 cho bé Duyên Nhan, chứ ưu tiên mấy chế kia quánh em chết. Con này size M, size M, size M ta ngồi thì cũng gì một hai cái yêu thích ta mới ngồi chờ đợi để chơi với em, mà ưu tiên là người ta đi hết. Size M cho mấy chế 55k, mã 55 gì? Đúng, giảm gót nè, giảm gót cho chế The Nguyễn nè, có đơn inbox nha, có đơn inbox The. Size M là ngực 90 đổ về nha, 40k mã hồng. Size S vùng đó 130, size S màu ghi nè, size S màu ghi là 65k mã ghi. Mấy con này 50k đi, size XL nha, XL 2X á, con này 2X luôn nha mấy chị. Ngực này 93, 98, 50 mã 98. Tiếp tục này mút liền cúp CD nha, size M, size M cúp CD của Calenji nè. Cúp này hiếm có khó tìm nè, sale 45k mã 45. Đánh được kiến em cũng đánh cho đỡ tốn tiền. Thấy nha, em thấy mọi người hết nhưng mà tại mấy chế chốt sao. Kiểu villa này size S nè. Đó, bao nhiêu người nhắn tin kia em để đó, em đâu có để đâu. Size S cạp cao, eo 69 đổ về. Eo 69 đổ về của villa chất rất là miệng nha mấy chế. 150, 150 mã 15. Rồi em lên con này cho mấy chế nè. Đó, S size S. Chà, S bé rồi. S này S bé rồi. Buộc 5 giây. Này cầm XS nha. Của Adidas nè, nó đẹp. Em đo eo hết luôn cho mấy chế nha. Chốt. Cho mấy chế cân nhắc trước khi chốt. Rồi cái này chưa căng ra là nó là 20 28 rưỡi. Nếu mà căng ra tối đa thì nó khoảng là 33, 65 đổ về đi thì cũng được hả ta?
để em đo cân lại cái nữa coi. Adidas cạp cao. Rồi 65 đổ về mặt đẹp nha. Eo 56 cho đến 65 đi. Adidas nè. Rằn ri đẹp, khiếp hồn luôn, rất là mới nha, mấy chế mới từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đừng quên răng nào. Rồi, cho mấy chế con này 290 nha mấy tình yêu. 290 là mới tinh. Qua đi đáp nha, mã D19. Mã D19 nha. D19 giùm cho em. Chế Phan Diệu Huyền hôm qua chốt mà kêu giữ đơn chuyển khoản, chế không giữ là em không chốt thêm nha. Ồ, quên không chuyển khoản. Ừ đúng rồi. Rồi cái này cho 150 nè, cho Linh My nè. Linh My. Rồi D19 là cho chế Đặng Hương 290k. Đừng quên răng nào, mình là mình tập 150. Mình là mình tập đánh răng cho chế Đặng Hương nha. 290. Size M khoét size 6. Size 6 thành size M khoét lưng nè. 90k. Khoét này rất là xinh luôn. 90k mã xinh. Dạ em đưa cho mấy chế coi hết luôn đây. Đó, hờn cái size, hờn cái size tới Đặng Hương D19 này ha. Đó, vậy luôn cho nó dễ nha. Có gì cứ kiện cáo gì trên live trực tiếp đi. Để em đưa lên cho coi luôn, sau live để em môi lại em mệt lắm. Con này size M, hút liền. Màu bơ rất là đẹp. 85, 86, 85 đổ về mặt đẹp nha mấy chế. 80k mã bơ. 80k mã bơ. Một con đẹp mút liền nữa nè. Hiểu luôn. Size M. M này M nhỏ, ngực 86 đổ về luôn nha. 86 đổ về nha. Màu nè. Wow, đẹp quá. 90k nha. Mã hồng mới. Bơ. Bơ cho đâu kêu giữ dồn đơn đâu. Dồn mánh hay chứ. Bơ cho Kim Thùy là 80. Hồng mới. Hồng mới cho Đông Hòa. Suruban Đông Hòa. Ê quên, hồng mới của Ami Trương trước nha mấy chế. Trời ơi, nó chạy lên cái dèo 90. Ami Trương 90. Không, đơn của chị phải cọc em mới ship chị ơi. Tỷ lệ nhận hàng của mình có 75% mà. Là có nghĩa là 25% em sẽ bị bơ. Ôi, con này size L. Size L này cạp chéo chéo nè. Eo này là 70 cho đến 75. 120 mã cạp chéo. Ami Trương ngôi nhà chung lắm. Amita đi. Ami đi. Em quên quá. Size M 50k mã khóa. Size M 50k mã khóa. Con này size S mút liền hiệu Romeo nè mấy chế. 50k mã liền đen. Mã liền đen nó bị ẩn comment rồi mấy chế ơi. À, lấy hồng mới hết rồi, hồng mới em hết rồi nha. Đó quá trời. Hiệu này nè, size M, M nhỏ thôi. M nhỏ thôi. Ngực 83 đổ về nè. Chữ luôn rồi mấy chế, 105. Mã chữ. Size 2X cho chế nào ngực này 105 đến 102. Ngực 105 đến 102 nè, 50 mã sale. Tiếp tục với rớp tớp size L nha, 60k. LXL nè. 60k mã 60. Mã đen 50. Đen 50. Đen 50 size S mút liền phải không chế bé Duyên. Cái kia size M nha, cái này size M dán rớp tớp nha. Lấy crop thì bấm crop, lấy liền thì bấm liền. Mã chữ cho Linh My. Chữ đâu? 105. Size này M nhỏ thôi nha, ngực 80 83 84 đổ về á. Linh My 105, con này nó đánh L mà tầm M thôi. Ngực 87 đổ về thôi. 85, 86 là mặt đẹp nha mấy chế. 70k mã nâu.
chết cha. Ok, không biết con nào. Con này size L. Con này size L nha. L nhỏ, ngực 89 đổ về mặt đẹp, hiệu Anta. Hiệu Anta cho mấy chế là 65k, mã lưới hiệu. Lưới hiệu. À, liền S50. Liền S50 chế kia lấy cái gì vậy chế? Chế anh bóc cho em đi. Chế phan phan gì á, chế phan lưới hiệu này 65k, size L nhỏ nha chế. Hoan hương chế cái gì ta, bé duyên nhan, bé duyên nhan ơi, chốt chốt cái 70kg, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu đi cho nặng. Rồi đi rồi chế Hoan hương, đơn em đi rồi nha. Chế duyên nhan ơi, là lấy cái cờ rớt hay là lấy cái ấy vậy? Lấy cờ rớt hay là cái ấy? Cái cờ rớt hay là cái kia? Ủa chị Linh gì á, còn xem không chị? Em có nói chị đâu mà chị nhắn tin gì tùm lum hết trơn vậy trời. Chị Linh gì em chuyển, ô em gửi hàng cho chị rồi nha. Linh, Kim Linh á. Đất ơi, em đang like mình thấy nhắn tin cái vụ gì. Hoan hương 65 là lấy cái bút liền đúng không? Ok, 50 vậy là của chế bé duyên nhan, lấy cái này rồi nha. Em thấy tin nhắn của chị gì đó, nhắn in xếp xếp dán rốt tớp mấy chế 60k, mở cờ rốt. Con này ML ngực 90 đổ về. Cái này có cái cài sao nè, nó để L, nó để size gì đây? Con này M lớn, ngực 80, 88 đổ về nha mấy chế. Nó có cái cài này mình tăng đưa vô được là 60k luôn cho mấy chế mã kiểu nha. Cho mấy chế mã kiểu, 1m65, 70kg, mặc 23x gì mấy chế biết số đo của mình đi cho nó dễ nha. Em đo theo số đo có sẵn thước dây nè. Đó, có số đo sẵn là em làm cho dễ chứ nó lỡ rồi số ký nó không có chuẩn đâu mấy chế, số đo nó mới chuẩn nha. Anh đã mo này size M nhỏ, ngực 85 đổ về cho mấy chế 60k luôn, mã chữ nha, mã kiểu là 60 cho rồi nó comment quá cho phương 60 nha. Mã kiểu nè cho phương 60, dáng dài nè mấy chế, size L nè 60, mã dài đi. Con này size S nha, size S dáng rốt tớp nè, size S dáng rốt tớp nè, 55, mã 55. Tại vì em đọc qua cái app nó thấy tin nhắn rồi nó thấy comment rồi, nhưng mà cái nào tin nhắn thì em chỉ thấy nó hiện lên rồi nó mất. Cái này size M mà tầm S lớn, ngực 83 đổ về 50k, mã hiệu đen. Rồi con này em sale cho mấy chế nè, hốt nhanh 35k, size S mã 35, size S luôn nữa nè, dán rốt tớp là 60k mã chữ cam. Tiếp tục con này cũng size S luôn nha, ngực 80, 81 đổ về hiện nay nè. Cho mấy chế con này 110, mã lưới. Bé duyên nhan 35, xám trong hoan hương. Cái này đúng không chế, xanh đúng không? Hoan hương là 60, size L. Em lên tiếp con hiệu khiếp này size M nha. Thì chữ K này size M là 65k, 65k mã M65, 65k mã M65. Màu em hiệu nay nè, hiệu nay này size S, ngực 80 đổ về nha mấy tình yêu, ngực 80 đổ về thôi. Mấy chế con này 110 nha, mã xăm. Đừng comment quá đi ta. M65 cho bé duyên nhan đó, con có đơn inbox cho em nha. Con này size S,
CS 70K, mã xanh 70, xanh cho Linh My nè, 110 CS nha, chế được 80 đổ về nha. Em hay nhắc lại mấy chế cho mấy chế. Size này size L nè, nhưng mà L nhỏ thôi. Eo này 6, eo này 70-76, eo 70-76 toàn size L nhỏ, cạc cao nha, 120, mã L xanh. Đúng. Con hiệu cái cây là size L luôn. Eo 72-77 quần lỡ nha, 90K mã 77. Rồi tiếp con cạp này rất là xinh nè, size S nè mấy chế, 80K mã xám S, size L đây, hiệu chữ K. L này L lớn ít, L bon chen. Eo này 78-84, eo 78-84 ngoài sau khối lưới, hiệu chữ K luôn rồi mấy chế. Cho mấy chế con này 135, mã hiệu. Một em cạp cao màu hồng rút rút, size M, eo 6773, eo 6773 120 mã hồng. Một con đùi này size L, size L cho mấy chế. Eo này 7378 nha, eo 7378 70K mã lá, đùi lưới hai lớp, đùi lưới hai lớp, mã hiệu. Mã hiệu là mã nào? Mã hiệu cho chế Mai Thảo 135. Đi rồi. Size M, eo 70-74 quần lỡ nè, chính tấc, hiệu Kalenji, 90K mã chính tấc. Size M, size M eo 68 cho đến 73, 130 mã loan. Cạp cao size S, ghen bụng luôn nha mấy chế, 80K mã đen. Size này S nhỏ, eo 65 đổ về, 110 mã viền trắng loan nè, cho kim cũng là 130, đen 80 cho bé Duyên nha. Nói em làm nhanh nhanh vậy đỡ mất thời gian mấy chế, tại vì ai cũng có công có chuyện nè. Size M mà tầm S là được, eo 69 đổ về, bé Duyên nha là 80, chất mà poly dẻo nè, có cắt laser nè, cho mấy chế 110, mã cạp cao. Con Under Armour này size L nè, chế nào size L thì tốt nha, nó là chất cô tông nha mấy chế. Đó, cái eo này tầm 74-78 nha, bên trong cạp chữ rất là êm cái lưng cho mình luôn, chữ này không bị răng bị gì hết nha, 74-78 size L á. Cho mấy chế con này 150 thôi, mã hiệu hồng cho nó là chất cô tông. Body size S này chính tấc nha, eo này 68 đổ về là mặt đẹp, chất này dạng như nó làm nhũ nhũ gì đó mấy chế, mặt để căng ra nó ôm dưới đây, nó là họa tiết rằn ri gì nè. Cho mấy chế con này 120 mã họa tiết. Tiếp một em hiệu Champion, nó có cái chun bên trong, size M lớn được 90 đổ về đây, nó có cái chun không sẵn mút nha. Cho mấy chế con này 90K, hiệu Champion, mã áo hồng, mã áo hồng, mã đen 80. Rồi xong, họa tiết, họa tiết nữa nè, họa tiết là cái này, cho viết là cô Liên đi, Liên Nguyễn tới hai người, 120 cô Liên. Size M dáng dài mấy chế, ngược 87 đổ về, cho mấy chế 60K mã dài. Với cái con này màu cam là size ML nha, 60K mã cam. Tiếp tục theo con này size S, S bé ngược dưới 80 nha, 35K mã bé. Màu nâu tay size M, size M ngược 86 đổ về là 70K mã nâu. Mấy cái màu này như là mấy chế bên hội qua bên bếp chính em xem á. Áo hồng cho Nguyễn Thường 90, bên đó nó ẩn comment nên chỉ xem được một máy, là lâu lâu mới nhìn lên.
Size XL 92 97 hiệu Domios, mút liền cho mút bóng luôn hả? 70k mã liền hiệu. Ôi, con này em có hai cái nè. Cái size M, cái size L này mấy chế. Cổ yếm có khóa xịn lắm luôn của City Line nha mấy chế, 70k. Ai lấy yếm M thì bấm yếm M, ai lấy yếm L thì bấm yếm L giùm em nha. 70k thôi. Bèo 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 bèo, bèo cho mấy chế. Ai lấy M thì bấm yếm M, ai lấy L bấm yếm L. 70 tiền yếm L cho Hoan Hương là 70. Rất là xinh. Hoan Hương là 70. Yếm M cho Chế Hương Đặng Hương 70. Size M mút liền nè, 70k. Nó liền tím, ngực 87 đổ về. Ngực 87 đổ về. Bị ẩn thằng men vậy ta. Yếm đó em hết rồi nha mấy chế. Hiệu Kalenji size M mút liền màu cam là cúp B mặt đẹp nha. Kalenji luôn, xinh lắm mấy chế. Mấy chế 80k mã liền cam. Con này kiểu kiểu nè, size S nha, có cái nơ nơ gì là 60k. Mút liền nha, mã liền hồng. Mã liền hồng. Chế áo hồng là cái hiệu Cham 90 phải không chị Nguyễn Thường, em thảy qua cho chị rồi. Hay là cái áo hồng này 60. Em để cái áo 90 hiệu Cham dáng dài cho chị rồi nha. Hay là cái này. Cái này là 60. Cái kia là em để qua rồi, em chốt rồi nha. Cái này liền hồng nè, 60 nha mấy chế. Màu hồng rất là mới. Con Asics này mờ nhỏ. Crop top nè. Crop top mờ nhỏ. Ngược 86 đổ về. Hiệu Asics nha. 90k mã loan. Nó để lỡ nhưng mà phơm nhỏ. 90k mã loan. Giờ em mất cái chỗ để rồi nè. Tiếp tục con rất tốt size S nữa là màu cam mà sau lưới nè mấy chế. Đó, 80k mã crop. Loan cho chị Hưng Thủy nè. 90. Hiện nay mút liền là size M mút liền nha. Ngược 84 đổ về thôi. Cho mấy chế con này 110. Nó trắng mới tinh nha. Mã 11. Size M Hưng Thủy. Size M 45k mã hồng. Hương Thủy đâu có đơn hả? Có hả? Có thì chưa. Size S là mút liền nè, cho mấy chế 90k thôi, ngược 80 đổ về nha. Mã hiệu đen. Hello hello mấy chế mới vào nha. Con này size M mút liền nè, 60k mã cài sau. Cài sau. Size L nữa nè, 60k mã tím. Ai thích dài dài lấy mấy con này mặc đẹp, đi chơi rồi được luôn. 60k mã tím. XL nữa nè, hiệu cái cây nè. Em này 81 cho đến 87. Hiệu cái cây luôn nha mấy chế, 90k. Size XL nha, mã XL. Một con cạp cao nè, chất mịn nè, màu xanh nè. Size S, eo 66 đổ về nha. 120 mã cạp cao. Mút liền cho Thanh La. Mút liền. Mút liền. Cha, mút liền là cái này. M mút liền. Cái này đúng không? Chế Thanh La liền cam đúng không? Size M liền cam 80 đúng, ok giùm em nha. Còn cái này size S mút mút liền màu hồng mà mã liền hồng. XL của Hồ Ngọc Diễm. Màu đen. Đây XL của Hồ Ngọc Diễm 90k eo 80 82 87 nha. Coi áp mà còn phải vuốt nữa chứ. Màu đen, màu đen. Màu đen mút liền hả? Đâu cái nào mút liền màu đen đâu ta. Cái này nè, size XL á. Size LXL nha chế, cái này thì là mã họa tiết. Là mút liền thôi nhưng mà tên nó là họa tiết. Rồi cái này mã cạp xanh nha mấy chế.
6 đổ về xe F. Con khóa này xe L nữa là máy chế có chữ phía sau M lớn, L nhỏ bon chen, ngược 88 đổ về 50K, mã chữ đen, không phải M mút liền màu đen, có ai lấy chưa ta? Cái đó có người lấy chưa chị ơi? M mút liền màu đen không có rồi nha. Chắc là có ai chốt rồi đó. Ở đây không còn mút liền màu đen. Có ai chốt con kia rồi? Hay là con này? Còn con này sai M mút liền màu đen nè, 55K nè. Ngược 86 đổ về lên mã 55 giùm em nha. Rồi còn mấy cái con khác là hết. Hiệu anh ta sai M. Hiệu anh ta sai M cho mấy chế 55K luôn. Mã hiệu đen. Mã hiệu đen. Ui nó qua lâu lắm rồi. Thanh La là 55. Con này sai L nhỏ là ngược 90 đổ về mặt đẹp. L nhỏ ngược 90 đổ về mặt đẹp nha mấy chế. 70K mã hồng cam. Một em dám rớt tớ xe L nhỏ luôn, ngược 90 đổ về mặt đẹp, 70K mã xanh, chất ở ngoài nó rất là mịn nha. Rồi cái áp, cái áp. Tại vì em qua lâu lắm rồi á mà. Cái này màu lông chuột nữa là xe L nhỏ luôn. L nhỏ màu lông chuột rất là xinh là 65K thôi. Do màu tối tối là em sale á. 65K mã lông sụt, lông chuột nha. Mà nó rất là mới. Ngồi lên một con Adidas luôn. Size này nó đánh XL mà tầm L thôi. Ngực này là 89-94. Cần thiết thì em đo chân ngực cho mấy chế nha. Nó đánh XL nè. Nhưng mà nó bằng size L thôi. Em đo chân ngực luôn cho mấy chế. Chân ngắt. Đó. Ngực này là 31, căng ra là tầm 74. Rồi 80 này ngực. Cái này tầm 90 đổ về thôi. Ngực này 90 đổ về nha mấy chế. Mới đẹp. Logo cũng nhức nách luôn nha. Logo nhức nách luôn. Đúng rồi, rồi size L cho lông chuột cho Phương Phương là 65. Em không có quần túi hộp. Rồi em lên con này đi mấy chơi, tập trung chuyên môn đi, nó tầm size ML thôi. Em đo chân cái chân ngực rồi á, là cái ngực tầm 90 đổ về, chân ngực này nó tầm là 72 cho đến 80. 71, 78. Thôi em này cho mấy chế nha, mới toàn diện luôn nha mấy chế ơi, 170 nha, mã hồng mới. Mới tinh tình tình. Mã hồng mới nha. Mã hồng mới giùm cho em. Lên mã giùm cho em nha mấy chế. Size SM ngực 83 đổ về. 80K mã dây cam. 80K mã dây cam. Đó em đo rồi nên là trên size thì nó đánh là size XL nhưng mà cái chân ngực nó nhỏ. Thì em đo kỹ cho mấy chế. Hồng mới nè. 170 nè. Nó nhiêu quên. Cho Vân Ngọc. Nè, một con Adidas nữa nè. Con này là nó đánh size F, chân ngực này chưa căng ra 28. 28 thì 56 thì tầm 68. Vậy là ngực này 78 đổ về mặt đẹp. Adidas size F. F này F nhỏ nha. Ngực 78 đổ về mặt đẹp. 80 cũng được nha. Cái này nó co giãn tốt cái lưng nè. Đó, này nhỏ nhỏ em sale cho mấy chế là 100K. Mã sale. 100K mã sale. Hồng mới em hết rồi mấy chế. 100K mã sale. Một con hiệu VFU. VFU này size M. Ngực 86 đổ về mặt đẹp. 90K mã hiệu hồng. Đây con này size M mút liền hiệu Kalenji. Hiệu Kalenji mút liền 70K mã lá. 70 con tiền. Đây ai hỏi áo tay dài, có áo tay dài size S.
có cái này có xẻ có xỏ ngón luôn nha, 80k, 80k mã số 3 size S nha, 80k. Con này ML50 mã nâng, lá là cho chế Nguyễn Tuyên là 70, Tuyên 70. Lên con này size L ngực 90 đổ về, L nhỏ nha, M lớn ok, ngực 8892 này, L chuẩn 8892 nè, 80k mã vàng. Size M kiểu kiểu là mới chế 70k mã kiểu. Cái gì? Thấy ăn bắp nói gì đó. Mã số 3. Số 3 cho du xe bỏ gì không? Chết cha. Mã số 3 là gì vậy? Mã số 3. Má ơi, tự nhiên nói số chi á. Tự mình hại mình. Mà sẽ chổng gì vậy? Mã 380 là cái quỷ gì trời. Mã số 3 là quỷ gì mấy chế nhắc tù giùm em cái coi, cái này 110 còn cái này 90, cái này 90 nha. Rồi mã vàng nè của Trang Trang là 80, cái nào là số 3 80 đâu, đâu có số nào số 3 80 đâu. Tự nhiên em quay qua em đọc số cái là người luôn. Cái này size M form nhỏ được 83 đổ về nha, 45k mã chữ hồng. A à, tay dài số 3 80k cho Juicy gì đó, Juicy gì đó, vàng size L mà và hân bắp sao mãi. Cái hồng con vàng liền nhau, con hồng nào có hồng size M cái vàng thì hết. Cái này size M, cái hồng lưng kiểu thì size M, còn cái vàng em hết. Size M 70k mã sọc xanh M. Rồi con này size M nè, xinh quá luôn nha mấy chế ơi. ML nha, cổ yếm là ngực 90 đổ về nè, hàng Mỹ đẹp lắm. Cho mấy chế con này 90k mã lá. Con này S nhỏ nha, ngực dưới 80 á. Cho mấy chế con này 90k luôn đi, mã 80. Sọc xanh cho hồng nhung 70. Bởi vì size này nó đánh L mà nó thành 2X nha mấy chế. Tại vì sợ đọc tay dài mấy chế đón mã rồi cái bắt đầu. Đấy. Cái này nó đánh lợi nhưng mà tầm 2X là bon chen được. Ngực này phải là 98 đi 101, 50k thôi. Mã to, to quá. To quá nữa. Size M nè, mút liền thì mới chế 80k, mã liền cam. Mã lá là cái nào? Mã lá. Mã lá 90. Lá 90 cho Jenny Lê. Cái sọc xanh ai lấy rồi em? Sọc xanh có người lấy rồi chưa? Chưa 4 mũi mới 3 mũi à, mũi à. Size M mã rêu là mới chế 70k mã cài đi, nghe chưa, phải đánh lạc hướng mới chế Dương Đông Kích Tây rồi mới chế, mới mà tương tác đồ nhiều mã rồi lên chứ, em nói gì em lên mã gì là mới chế bị ít tương tác rồi. Size M nè, người 87 đổ về của Uni Vilo nha, mút liền họa tiết 90k mã 90. Size S là 70k mã hồng. Cam đó ngực 87 đổ về mút liền cấp B. Cam ngực mã cài Huyền Trương 70. Cam này mút liền nè, cấp B nha. Nó đánh dấu gì tùm lum tùm la trong đây. Ừ. Này để cài ra mức trong cùng. 87 đổ về á, cúp B á, cúp B. Nói chung cái này nó có để cúp nên em thấy nó to to, em đọc B. Mấy chế muốn cái này chân ngực tới 30 á, xem M á, chân ngực 30 nha,
Mình xem mờ là đúng rồi đó, được 87 đổ về. Đây mút liền mấy chén màu đen xem mờ nè. 55k đi. Mã liền đen. 90 cho hồng thấm. Đúng rồi nó to nhưng mà ship Hồ Chí Minh 22k. 90 mã 90 cho Hà Kim là 90. Mút liền hả? Ủa 90 là Hà, xin lỗi là Hà Kim nha mấy chế. Tự nhiên quay qua em thấy comment cái em đọc luôn. Size L nè, mút liền nữa nè. Biểu nơ mà sao là 60k. Rất là xịn nha mấy chế, ngực 92 đổ về nha, 60k. Mã nơ. Rồi có con này size S nè. Chéo chéo nè mấy chế, 65k. Mã sọc xanh. Hẳn quá nặng chút xíu à, trời ơi. Liền đen, lấy cam cho Nguyễn Tuyền 80. Cái này là mức trong cùng 30 mà nó ra ngoài có thể tới 32, 33 thì nó còn 30 mắt. Cho Nguyễn Tuyền, liền đen cho Tú Tú 55. Tại vì cái nào đen đen em hay sale xuống vậy đó. Màu đen là màu của chúa. Size S là mút liền hiệu Kalenji 60k, mã hiệu xám. Màu đen cho Tú Tú. Size M mà sao lưng kiểu kiểu là mấy chế? Đen 55. Đó, lưng này rất xinh nha. Đó, cái này 60k đứa mặc em vô vừa nè. Đó, cười cái 60k để mã kiểu. Kiểu phòng của Mỹ. 60 cho Dung Si gì đó con, bỏ đó. Nơ cho Bích, Bích Đặng. Cái đó 60, Bích Đặng 60. Size M dáng rất tốt, hiệu Domios là mấy chế 70k. 70k mã sọc xanh. Size S, S này S bé được 80 đổ về nha. Màu 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 khoai môn gì đó. 70k mã tím. Mấy con này cứ giấu giấu mà nó dính bụi á. Dính bụi là do em giấu á. Xe S nè mấy chế. Xe S Adidas nè. Con này ngực 82 đổ về nha. Ngực 82 đổ về mấy chế xinh lắm luôn nè. Mấy chế con này 120 nè. Mã 12. Dương đông kích tay. Còn một con yếm xe S nữa là xinh quá luôn. 60k mã yếm S. Size này là size M. Size M nhỏ ngực 85 đổ về nha. Nó để B75 là em biết ngực 85 thôi. Tại vì cái form này em bán hoài em biết. Mấy chế có đo được cái số đo của mình là chắc chắn không bao giờ mà mua nó bị lệch size đâu. Chính xác nhất luôn. Từ trước đến nay 80k. Mã cam tay. Ở em nói hoài luôn. Nơ, nơ xong rồi tới gì? 12. 12 cho Hà Trần là 120. Hà Trần. Của Hà Trần trước rồi nha mấy chế. Yếm S cho chế Đặng Hương nè. Đặng Hương là 60. Cam tay đi mấy chế ơi. Để em lên mớ áo này đi rồi qua quần. Size SM mặt đẹp. Được 85 đổ về màu xanh lá. Mút liền nha mấy chế. Cái này giống như cái hiệu của, đúng rồi, Uni Willo nè. Ice Cream gì nè. 70k mã lá. Bút liền size M là 60k. 60k mã cài sau. Con này size M sexy đi mấy chế ơi. 60k mã sexy. Ờ đặng hơn 60. Con này size S nè rất là mới nha. 75k mã cam. Làm lẹ lẹ nè. Giá rất tốt size S ngực 83 đổ về. 65k mã 65. Rồi lên luôn cô hiệu này. Xúc con bà sắc xe mờ nhỏ ngực 84 đổ về. Mút liền nha, ngực 84 đổ về, về nè. Chữ trước chữ sau mấy chế ơi. 150 mã chữ xanh. Rồi bắt đầu mới dò comment. Đọc á á á mà nó cũng không chạy comment nữa. Rồi cam tay cho Phương Phí. Cam tay. Cam tay nè. 80 cho Phương Phí nè. Xé
Sexy cho Cúc Nguyễn là 60 nè. Sexy là Cúc Nguyễn 60. Đã đọc app mà cũng bị đứng hình là sao. Rồi sexy xong rồi nha mấy chế. Chữ xanh là cho chị Nga, Trần là 150. Nó bị đứng luôn á. App mà không bị đứng nữa. Dáng này là dáng size M lớn, L nhỏ, cực 90 đổ về mút liền nè. Cái chuyển vào trong. Xinh lắm, 60k. Mã dây nhỏ, dính tí xíu mà cho đi ra ruộng. Size M nhỏ được 86 đổ về là cho mấy chế 65k luôn. Mã cài xanh, dính một tí xíu là cho em đi ra ngoài ruộng luôn nha em ơi. Có ai lấy cái bo này không mấy chế? Size ML á, eo 71-76, cạp cao, chất tập nha mấy chế, chất miệng, chất gì đó, chất của Lulu á, miệng nè, bo luôn nè. Cho mấy chế 135 nha, 135 nè, chất tập nha, mã tập. Dây nhỏ nè, dây nhỏ cho chế Trần Thị Nhuần nè, 60. Ủa nãy mới chưa, ủa nãy giờ con chưa có Trần Thị Nhuần cái nào. Trần Thị Nhuần lúc đầu tới khi con qua là bỏ không được cái nào, con đang tức. Con này sinh nhiệt còn hình như là đơn cũ đi kia ta. Thôi cứ ra cái bịch đi, ở quên cái rổ đi. Xe này ME 70-75 á, sinh nhiệt nha mấy chế, sinh nhiệt nguyên con luôn nha. Sinh nhiệt nguyên cái từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. 110 nha mấy chế, mã nhiệt. Là nãy giờ nó chưa, từ khi con của em qua mà chế chưa được cái nào nên là dây nhỏ. Rồi tới mã tập cho chế Đào Đoàn, 135 cho ngôi nhà chung mà. Đây một em cạp cao size S nè, cạp cao nha. À size M, nó để size số 6, size M eo 66 cho đến 73. Cạp cao và thun mông và có túi nữa nè. 130 mã loan. Nhiệt cho chế Trần Thị Nhung là 110, chế phải tích cực lên. Tích cực lên để nó có tên của chế chứ thôi tưởng đâu nãy giờ chế chưa có con nào. Đây đây size S nữa nè. Size S mấy chế ơi, đẹp quá luôn, màu tím nha, 80k. Dây quá trời dây luôn. Mã tím đô đi. Chốt chơi cái dính bồng dưa. Size L nè, size L nè mấy chế, 60k mã khóa hồng. Dừa cái lòng của em lắm chế ơi, tím đô cho chế Hương Trương nè, 80. Chế Hương Trương chốt cũng chơi dính luôn kìa. Size L nữa nè mấy chế, chế nào chốt chơi đi rồi dính nha, đẹp lắm. Ủa cái đó 90 đúng không con? 90 lộn. Sai lò nha mấy chế ơi, 80k mã lá. Con này chất Lulu nè. Sai 4 này S thôi. S được 83 đổ về nè, mới từ trong ra ngoài. Dây là nó xinh ơi là xinh. Sai 4 tầm S lớn thôi. 83 đổ về mặt đẹp nha mấy chế. Con này cho mấy chế 90k luôn, mã số 4 đi. Lá. Hello chế Thanh Hà. Mã lá nè, mã lá cho chế Nguyễn Hoài nữ. 80. Chưa. Mấy cái con này thì chứ. Nhìn lâu muốn chửi thì con này xoay LXL nè, 50k mã tím. Nó mới ấy nhưng mà nó nhiều quá nên em bán sale á. Không có cũ gì đâu nha mấy chế. Trời ơi, màu rằn này size M. M này mà tầm S thôi nha, cái mút này nó bị ngược ngược. M nhỏ hơn được 85 đổ về là cô Yếm rằn ri nè. S tầm S lớn là được nha, nó để M mà phơm này nó nhỏ nè. 80k. Mới lắm nha mấy chế. Mã S 80. Mã S 80. Mà lá tím tím cho tí
tím ra nào trời? Tím là đón mã hả chế? Tím là đón mã hả chế ơi? Em lên tiếp nha. Em có cái set này chế nào vô một cái là hốt một cái đi ăn cơm hộp luôn. Size này SM nha. Ngực 85 đổ về nè. Eo 70 đổ về. Hốt cái ăn cơm hộp luôn mấy tình yêu. 160 thôi. 160 nè. Size SM nha. Đồng màu, đồng chất, đồng hiệu luôn. Mã hiệu. S80 cho chế Hạnh Nguyễn nè. Nãy giờ chưa có Hạnh Nguyễn nào phải không? Màu đỏ là 50 hả? Cái mã tím là 50. Ok. Cưng không? Chưa. Tím đây ai? Tím cho Đặng Vĩ. 50, Đặng Vĩ chưa có đơn mà. Hạnh Nguyễn thì hết rồi. Em quét riết mà cái máy em nó đứng hình luôn á. Mã hiệu cho The Nguyễn. Hiệu là của chị Trần Thị Hồng Vi. 160. Em xin lỗi chế The Nguyễn nha. Em nhìn nhầm. Con này size L, size XL em 80-85 của F21 100k. Mã sọc. 100k mã sọc. Con đó size L, XL em cứ đọc theo cái số đo. Tại vì sao? Size nó đánh trên nó nhiều hãng nó khác nhau hết là mấy chế. Lên size L mà size L nó có chút ép mà có size L thì nó chà bán. Cái chế là đọc theo số đo là nó chuẩn nhất. Cứ inbox vô cái bếp đang like xét 160. Cái này chất nó đanh đanh mà nó dạng như giống như led zin. Em cho mấy chế con này 40k thôi. Xe mờ nha, mã 40. Em cho nó ra ruộng đi. Một con hiệu Avelet size M. Size M eo này là 70-75 á. Cái này 70-75 hả? Tiếc rằng ri có cái chữ phía dưới rất đẹp mấy chế. Hiệu Avelet luôn. 140 nha. Mã rằng. Nãy giờ em lên vùng đó nhiều mà. 40 em định nó ra ruộng rồi. Hồi còn em chứ không Trần Thị Hồng Vi. 40. À chế Hồng Vi là ở Hồ Chí Minh đúng không? Em nhớ rồi. Mối. Xe S. Eo 66 độ về cạp cao. 120 mã cạp cao. Lên mấy quần cho vừa lòng em. Size XL nè. 2X mấy chế ơi. Em này 83 này không? 85 đến 90 nha. 85 cho đến 90 luôn. Hiệu này to là sale 70k thôi. Mã 70. Con này size S nữa nè. Ủa em đem cất mấy cái này mà ta. Cái đeo 67 độ về nó không phải hiệu đâu mà em thấy nó cũng đẹp nha. 100k mã chữ. Hồng có nữa hả? Quần nam không có chế ơi. Có nha, Đặng Vĩ được cái tím nha chế. Trời ơi, cái tím đó là em cưng chế luôn. Lấy thêm cái màu xanh đi. 50k. Đủ ăn cơm hộp liền. Màu xanh đây. Chế lấy thêm cái này nữa rất tốt. Mặc đi chơi có cặp mút không đủ 30.000 rồi. Lấy thêm cái này đi 50 nè, size L nha. Lấy thì ok nha, sale luôn. Rồi còn màu hồng nữa đó chế. Nhiều quá là em bán sale thôi chứ nó mới đẹp nha. Sale rồi mới có hàng mới gì nữa. Mới cái nào cũng mới, em bao mới thì mới chế. Màu mới thì mấy chế mã chữ 100k cho su xe đó. Su xe gì đó. Dạ. Tí xíu. Em nhớ là em rút mút lại. Trời ơi em cưng mấy chế nào cũng mút. Em cưng hung trượt. Xe S mà S nhỏ thôi nha mấy chế. Ngực này dưới 80 nè. Cưng luôn 80k thôi. Hơi nhỏ nha. S bé XS á. Mã 80. Em không có bán mút ngực. Em chưa có mua. Đủ 5 triệu rồi. Đủ 5 triệu không? Hiệu I body nè. Chất xịn lắm mấy chế. Xa
size M nha. Size M eo này là 69 đến 74. 68 73 thôi. Rồi nó bóng lên luôn rồi mấy chị. Ôi nó bóng như là bong bóng luôn, công chúa bong bóng luôn. Size M nhỏ thôi nha. Eo 73 đổ về mặt đẹp. Hiệu I body 130. Mã rêu. Ok 550. Xanh 50. Đây, size này size XL phải không chế? Chế lấy size gì ạ? Em lấy size XL cho chế nha. Chế lấy size gì? Size L hay XL quên rồi. Chưa nha, em coi lại cái gì mấy chế comment nó chạy một cái èo em không thấy hết trơn. Đang ăn cơm rêu của bà Hân Bắp. Rêu của Hân Bắp trước rồi nha. Hân Bắp nè, sorry mấy chế, rêu của Hân Bắp rồi. Cái size L đúng không, 130 ngôi nhà chung đó. Rồi size L chút xíu đi, giờ nó có sẵn XL với size M chơi em mà đem ra giới thiệu cho đã. Nó còn đây, trời ơi mừng, đặng vĩ là con 50k thôi. Con này size M nhỏ 84 đổ về nha mấy chế, 40k mã dây. Cài sau M nhỏ 85 đổ về, 55k mã cài sau. Hiệu nay size M nhỏ 84 đổ về. Size S thôi, size S là ngược 80 đổ về nha mấy chế ơi. 110 mã S. Canh giật mời đi. Nè, tại vì cái comment nó đứng cứng nhắc thì cái nó tụt một cái. Xin lỗi tụt quần, xin lỗi. Dây cho Phương Phí. Phương Phí là dây nè. Nãy giờ em có bị sốt ai thì nhớ nhắc em nha mấy chế. Dây là 40. Tới công chuyện với anh Bắp rồi kìa. Chị ơi em thử anh Bắp nãy giờ. Ủa vô cái bếp đăng like đó. Bếp đăng like đó. Chấm vô cái cũng được. Size này mờ nhỏ, ép lớn con trang nè. Cổ yếm nè mấy chế, ngược 85 độ về 50k mã yếm đen. Ép nhỏ cho mấy chế nào ngực mini zip gì đó, ngực dưới 80 50k mã tím. Quần này size M nè, eo 69 đến 74 nè, họa tiết nè mấy chế, đẹp lắm nha, mới lắm nha. 125 mã 25 tích thì chứ, yếm đen 50 cho phun phí nè, áp mà nó không nhúc nhích nè. Dạo này nó sao á, em thoát rem rêu vô lại áp coi nó bị sao á. Đây à, yếm đen Phương Phí, em vô bác đang like sao không được ta, ai cũng được chỉ một người không được, nên có một giá thôi. Size L này mấy chế, dáng thể thao của HM nha. Size L dáng thể thao của HM luôn nha mấy chế, 100k luôn, mã thể thao. Nó mới đẹp mà do là nó dáng thể thao thì em bán sale à. Em cũng không biết nữa nhưng mà là ai cũng inbox được hết á. Size S nè, hiệu Kalenji size S nha. Eo này 69 độ về mặt đẹp, 100k mã loan. Hiện nay nữa nè,